Ok, em xin kính chào các bác đã quay trở lại kênh Tuấn Long Vlog. Hôm nay thì em tiếp tục giới thiệu cho các bác chương trình khuyến mại mùng 2 tháng 9 ở tại siêu thị điện máy của Ecomax. Hiện tại thì bên em đang có chương trình khuyến mại rất là lớn từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 5 tháng 9 năm 2022. Và trên tay em đây là một tẹp các cái sản phẩm chạy chương trình khuyến mại trong cái đợt nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 này. Giảm giá đại lễ giảm giá lên đến 50% mọi người nhá, áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 9 đến ngày mùng 5 tháng 9. Đấy, thì em sẽ đi qua từng chi tiết sản phẩm một, các mẫu tủ lạnh này, máy giặt các bác nhá. Tủ lạnh, máy giặt sẽ được áp dụng riêng cho cái chương trình mùng 2 của ngày mùng 2 tháng 9 này. Đấy, các bác nào mua trong cái đợt này từ ngày mùng 1 đến ngày mùng 2 tháng mùng 5 tháng 9 sẽ có những cái chính sách riêng cho từng sản phẩm. Bên cạnh những cái tờ, những cái sản phẩm chạy tờ rơi như thế này, chạy sản phẩm gia súc như này, thì khi mà các bác mua bất kỳ một dòng sản phẩm tủ lạnh hay máy giặt hay bất kỳ sản phẩm nào của bên em, kể cả các cái đồ gia dụng ở phía bên này, đấy, tivi, tủ lạnh, máy giặt, điều hòa, đồ gia dụng, các bác mua bất kỳ một dòng sản phẩm nào cũng sẽ có đều quà tặng cho các bác. Đấy, quà tặng là trị giá lớn nhất sẽ là 500.000 đồng. Đấy, trị giá lớn nhất là 500.000 đồng các bác nhá. Ok, thì không có đi lâu nữa thì em sẽ đi lần lượt từng model một trong cái tờ rơi này. Đây, tờ rơi này các bác nhá. Đầu tiên thì sẽ là các bác sẽ nhìn thấy những cái dòng tủ mà em đi từng con một. Các dòng tủ này thì khi mà các bác mua đến đây xem ấy, đấy, những dòng tủ ở đây thì nó sẽ treo cái bảng giá nhỏ nhỏ như này. Ngày mai thì nó sẽ được thay thế bằng cái bảng giá to như này, mấy con nào chạy chương trình tờ rơi. Con đầu tiên thì các bác sẽ nhìn thấy con tủ này. Đây ạ. RS62R5001M9. Giá của em đang bán là 16.690.000. Bác nhá, 16.690. Các bác mua trong đợt này, đây là con đầu tiên các bác đang xem được này, RS62R5001M9, giá 15.690.000. Như vậy chúng ta sẽ tiết kiệm được khoảng độ gần 1 triệu đồng so với thông thường. 1 triệu đồng so với thông thường các bác nhá. Đây các bác sẽ nhìn thấy con này. Con đầu tiên là tủ RS62R5001M9. Đây là dung tích 655 lít. Hàng của Trung Quốc mọi người nhá, xuất xứ ở Trung Quốc nhưng thương hiệu của Samsung, sẽ được nhiều các bác lựa chọn hơn với không gian rộng và tủ side by side dọc dài như này. Đấy là con đầu tiên. Đầu tiên, hôm nay thì em không đi về tính năng, em chỉ giới thiệu về phần chương trình thôi. Con đầu tiên mọi nhá, các bác lưu ý giúp em là con này. Đấy, lưu ý giúp con này. Ok, con thứ hai. Đem lật lên cho các bác nha. Con thứ hai thì là con tủ của Samsung ngăn đá phía dưới, RB27L4010S8. Với con tủ thứ hai thì em đang kê ở phía bên góc bên này. RB27 em đang kê bên góc bên này các bác nhá. Đây ạ. 27 là con 4010S8 đây, 4010S8 đây. RB27 là 4010S8, giá các bác đang bán ở siêu thị đang bán giá nhỏ là 7.890.000. Các bác mua trong đợt này là 7.190.000 các bác nhá. 7.190.000 giảm được 700.000 đồng. 700.000 đồng một dòng tủ có thiết kế mặt thép ngăn đá phía dưới, có chuẩn đông mềm âm 1 độ C. Đem mở cho các bác xem cái không gian bên trong này, các bác mà muốn mua thì có thể nhanh tay liên hệ với siêu thị bên em. Hàng của Samsung thì được bảo hành điện tử 2 năm tại nhà và đổi mới cho 30 ngày nếu gặp lỗi của nhà sản xuất các bác nhé. Không gian bên dưới đây. Dung tích là 271 lít và hàng Việt Nam, bảo hành 24 tháng. Bảo hành 24 tháng. Rồi đấy là con tiếp theo. Con tiếp theo mà em muốn cập nhật cho các bác là con tủ đây, tiếp đến này. Một con tủ khác là con tủ sáp 4 cửa. Đấy, bên em có rất nhiều các mẫu tủ lạnh khác nhau ở phía bên trong này. Sáp 4 cửa em đang kê trong này thì em sẽ đi gần lần lượt từng góc một để các bác biết được cái hệ thống quy mô của bên em nó rộng như thế nào, chứ không quay từng chiếc một thì nó hơi khó. Ok đây. Con tủ tiếp theo các bác nhìn thấy này. FX631VSL là con tủ, các bác nhìn FX631 thì nhận ra ngay. FX611 hoặc FX630 các bác sẽ nhận ra ngay con này. Thiết kế 4 cửa và hàng của Thái Lan các bác nhá. Giá đây các bác nhìn thấy này. Đấy, giá niêm yết tận 18 triệu cơ. Và giá bán bên em đang bán là 16.190.000. 16.190.000 mà các bác mua trong đợt này được có 14.990.000. Đấy, giảm rất nhiều mọi người nhá, giảm rất nhiều, tầm độ hơn 1 triệu đồng so với thông thường. Ok, các bác nhìn thấy con này chưa ạ? Không gian rất rộng mọi người nhá. Không gian rất rộng, dòng tủ 4 cửa. 4 cửa. Thiết kế sang trọng và
Các bác muốn mua dòng tủ to thì các bác sẽ lựa chọn con này giúp em. Con này là giảm nhiều, khá là nhiều ạ. Giá con này thì hàng của Thái Lan, dung tích 626 lít, bảo hành 12 tháng, FX631 VSL. Qua nhìn thấy nhá, con thứ 3 mà em đang cập nhật cho các bác trong cái đợt này. Bảng điều khiển đấy ạ. Bảng điều khiển. Có thêm cả hướng dẫn sử dụng nguồn luôn bên ngoài luôn. Ok, đấy là con tủ tiếp theo. Một con tủ tiếp theo mà em muốn soi lại giá luôn nhá. Ok, đấy là con tủ của Hitachi. Dòng tủ 6 cửa. 6 cửa, 6 cửa BMK bên này. 6 cánh BMK bên góc bên này. Đây các bác nhìn thấy này, 6 cánh. Hàng của Hitachi thì con 6 cánh này là hàng của Nhật Bản. Hàng Nhật Bản các bác nhá. Nhật Bản đây. Các bác sẽ đi cùng em tầm độ chục phút video thôi, chúng ta biết hết các dòng sản phẩm tủ lạnh đang được chạy khuyến mại trong cái đợt này. 6 cửa đấy ạ. 6 cửa có ngăn hút chân không, có đá tự động. Không gian bên trong thì rất rộng. Rất rộng rồi nhá. Ký hiệu của tủ các bác xem ở đây. RVKX620KV. Màu XR là màu mặt gương. Mặt gương, các bác nhìn thấy mặt gương ạ. Đấy. Giá với em đang bán đây, các bác nhìn thấy soi giá nhá. Con 620 giá 76.990. 76.990 xuống còn 73.490. Các bác nhìn thấy giảm giá không ạ? 73.490 cho con tủ này các bác nhá. Đấy, hàng của Nhật Bản, bảo hành 12 tháng, dung tích 615 lít. Đây là con tủ các bác có thể mua được trong lần này. 6 cửa. Đây, hai cửa dưới đây. Đấy, không gian bên trong. Các bác đã chơi đến những con này rồi thì sẽ hoàn toàn yên tâm. Mình không phải lo là mà hàng có chất lượng hay không. Hàng 6 cửa cực kỳ chất lượng các bác nhá. Ok, đấy là con tủ tiếp theo. Một con tủ nữa mà em đặt giấy lên cho các bác xem nhá. Ok, con tủ tiếp theo là con tủ VKB640 PGV0 của Hitachi, 4 cửa. Ở đây. 4 cửa các bác nhá. 4 cửa PGV0 đây ạ. Em có hai màu là màu xám và màu đen. Màu xám và màu đen. Các bác sẽ nhìn thấy hai con tủ VKB640 là có thiết kế bảng điều khiển điện tử bên ngoài. Có ngăn hút chân không và có đá tự động. Có ngăn chuyển đổi đa năng 4 chế độ. Đấy, không gian bên trong đây. Rất rộng rồi nhá. Không gian bên dưới đấy ạ. Không gian bên dưới các bác nhá. Đấy, tổng quan đấy ạ. Ok, con này thì hiện tại bên em đang có giá đây ạ. Soi giá đấy các bác xem nhá. 35.990 RVKB640 PGV0. Đấy, giá bên em đang chạy chương trình là 34.690. Chúng ta sẽ giả hơn khoảng độ được 1 triệu, hơn 1 triệu đồng so với thông thường. 34.690 các bác nhá. RVKB640 PGV0 màu GMG hoặc là màu GBK, hai màu giá bán giá bằng nhau. Ok, đấy là con tủ tiếp theo. Em sẽ đóng lại nhé các bác nhá. Chắc là tủ lạnh thì hết rồi, chúng ta sẽ đi sang máy giặt. Ok. Máy giặt các bác nhá. Tủ lạnh chắc là hết rồi. Rồi, ok, 640 rồi. Rồi, có đến máy giặt các bác nhá. Thế em không muốn dừng video bởi vì là cập nhật xuyên suốt cho các bác thì nó sẽ dễ hơn. Đây là tủ đông này, thì em cập nhật tủ mát này. Tủ đông này. Máy giặt đây. Máy giặt đây rồi. Có mấy con máy giặt đây rồi, em cầm máy giặt đi nhá. Máy giặt con đầu tiên thì sẽ là con máy giặt của Aqua 8kg. Model là AQDA800FW. Con này máy giặt là máy giặt cửa. Cửa ngang. Máy giặt cửa ngang, BMK ở đây. Đây. Đây thấy bác nhá, màu trắng. Màu trắng. Thiết kế cửa một lớp. Một lớp và có bảng điều khiển điện tử phía ngoài toàn tiếng Việt thôi, rất dễ sử dụng. Có giặt hơi nước này, nhặt nhiệt độ này. Đấy, tốc độ vòng vắt con này thì chắc là 1200. Có vòng kháng khuẩn APT. Các bác sẽ mở cánh cửa đây. Một lớp rồi nhá. Đấy, ký hiệu thì là AQD800F. Đây các bác nhìn thấy AQD800F.W F.W.
Giá hương thường ngày bán là 6.290.000. Các bác mua trong đợt này là 5.690.000. Hàng Việt Nam bảo hành 2 năm, dung tích là 8 kg. Đấy con tiếp theo, màu trắng không anh nhá. Ok, con đấy là một con này, mùng 29 này. Tiếp đến là một con máy giặt sấy của Samsung. Em sẽ đi lần lượt các bác nhá, xem cái bảng giá này nó đi cho em đi đến đâu. Giặt sấy của Samsung có con VKD95T4046CE. Con này nó nằm đâu nhỉ? 4046CE. Mấy các bạn đang kê ở đâu? Đây 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 rồi. Con màu trắng các bác nhá. Màu trắng đây. Màu trắng, cửa thì sẽ là cửa một lớp. À đúng rồi, cửa một lớp. Cửa một lớp, không phải hai lớp. Nếu mà hai lớp thì nó sẽ có thêm một cái lớp ở ngoài này các bác nhá. Còn đây thì các bác sẽ chỉ có một lớp thôi. Đấy, bảng điều khiển thì chúng ta sẽ bảng điều khiển ở phía bên ngoài, bảng điều khiển cơ như này. Bảng phần cơ như này. Đấy. À điện tử các bác nhá, điện tử xoay xoay nút xoé. Đây, phím bấm này. Đấy, bấm thôi, không có cảm ứng các bác nhá, cảm ứng không phải cơ đâu, cảm ứng đấy. Đấy, tốc độ 1W 1400 cơ. Con này đây soi giá các bác xem nhá. VKD95T4046CE, 9,5 cân giặt và 6 kg sấy, hàng của Trung Quốc, bảo hành 24 tháng. Chúng ta có giá đang bán là 9.990.000. Giá bây giờ là 8.990.000 mọi nhá. 8.990.000 các bác nhìn thấy không? Tiếp theo là sẽ có những cái mẫu máy giặt khác. Một chiếc máy giặt của Electrolux 10 kg. 10 kg các bác nhá. 10 kg. Là con EWF1024P5WB. 1024P5 đây. 1024P5WB là con màu trắng như này các bác nhá. Màu trắng rồi nhá. Màu trắng và bảng điều khiển các bác sẽ nhìn thấy này. Đấy, toàn tiếng Việt thôi và nút xoáy cũng rất dễ sử dụng. Tốc độ bằng vắt bằng 1200. Có giặt hơi nước, có giặt nhiệt độ, nước nóng. Hai lớp mọi nhá, cửa hai lớp. Không ra bên trong. Soi giá mọi người nhá. Ok, con này sẽ là EWF1024P5WB. Đấy, giá thường ngày đang bán là 11.890.000. Hiện tại các bác sẽ mua dưới giá là 10.990.000, tổng cộng 900.000. 900.000 cho con này. Ok chị ạ, xem còn con nào. Một con khác của Samsung. Con khác của Samsung là con 11 cân giặt cửa trên. 11 cân giặt cửa trên các bác nhá. Cửa trên thì em đang kê ở đây. Cửa trên là con này các bác nhá, màu đen. Màu đen. Đấy, các bác nhìn thấy cực đẹp luôn. Cực đẹp và cánh cửa chống sập. Đấy các bác nhìn thấy không? Nó hạ rất thấp. Các cái dòng khác thì nó chỉ nó không có cái đấy thì các bác bỏ ra phát nó sập xuống ngay, hỏng hết tủ, hỏng hết cả máy. Ok, đây toàn tiếng Việt thôi. Soi giá mọi người nhá. Chúng ta sẽ có VKA11T5260BV. Giá thường là 7.390.000. Đấy, mặc dù là giá khuyến mại rồi. Và giá bây giờ chạy chương trình sẽ sốc là 6.890.000. Giảm hoàn độ được 500.000. 500.000 các bác nhá. Đấy, rất là tốt rồi. Ok, xem còn con phía nào dưới này không. Một con máy giặt cửa ngang của Samsung tiếp theo. Con 9 kg cửa ngang. 9 kg cửa ngang và model là VK90TP54DSP. 54DSP kê ở đâu nhỉ? Đây em xem nào. 54DSP. 54DSP. Đây à? DBS, DSP đây. Không thấy kê bên góc bên này nhỉ? Đây đây em chốt em tìm lại con này kê đâu em nhỉ? Góc bên kia. Không có bên này thì chỉ có bên này thôi.
Ok các bác đợi em chút nhé, em tìm con đó. Con này thì như là mai mới có hàng về để bày. Rồi, con này thì mai mới có hàng về để bày để chạy chương trình bắt đầu từ ngày mùng 1 các bác nhá. Ơi nhưng mà các bác sẽ xem giá đây cho em. Rồi ok, con máy giặt cửa cuối cùng là con VKV90TP54DSP thì mai mới có hàng về để bày trên kệ siêu thị các bác nhá. Các bác sẽ nhìn giảng giá đây, cửa ngang và giá sốc là 7.990.000. Hàng Việt Nam bảo hành 24 tháng, dân đặc là 9 kg, cửa ngang các bác nhá. Cửa ngang. Ok thì đấy là chương trình khuyến mại của bên em, các mẫu tủ lạnh và máy giặt trong ngày mùng 2 tháng 9. Các bác nào có nhu cầu mua sắm nhanh tay liên hệ với siêu thị em ở tại km 13 quốc lộ 3 thị trấn Đông Anh. Website là ecomac.vn các bác nhé. Số điện thoại 0974178586. Và em xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bác trong những video clip tiếp theo.